Mình quay lại cái vườn của em Hiếu ở Lức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước. Cái vườn mà năm ngoái cũng hay chia sẻ có mấy cái gốc mà trồng hai cây một gốc các bạn. Đấy, nên ở giữa này cái dàn cành ấy, nó sẽ lép ở giữa này hết. Mấy cây này tốt nhất là chúng ta phải có cái dây. Chúng ta dàn hai cây này lại với nhau. Để sợ mình nặng một bên này. Nhìn ở ngoài thì cái tán nó cũng to. Nhưng mà nếu mà tỷ lệ cành tính ra nó cũng tương đồng. Trồng 3 cây thì 3 cây nó sẽ nằm ở giữa. Vì trước cái cây này nó yếu, tưởng chết thì trồng xen thêm cây nữa thì cuối cùng lại 2 cây để phát triển nữa. Vườn này đã đủ lực để làm bông trái 2 cây đó. Quay ra mọi người xem. Anh em đang phun thuốc dày. Có thể lấy cái cây thứ ba bắt đầu nó lú rồi rồi. Trên này đầu đọt nó đang đi bắt đầu le le ra rồi. Nên là phải phun thuốc dày để giữ. Và lúc này thì mọi người cố gắng là lấy 2 lít xi cộng với thuốc dày. Một gói thuốc dày đó thì 200 lít nước. Chúng ta phun phủ một cây một lần. Để thứ nhất là nó ổn định lại cái pH cây trồng. Tăng cái sức thụ dinh dưỡng của cây. Thứ hai nữa là gia tăng cái khả năng mà hoạt động của cái thuốc dày đó, nó sẽ nâng cao hiệu quả hơn ha. Cái bộ lá như này là quá ok rồi. Năm ngoái lấy trái cũng tốt, mình cũng cập nhật từ khi làm bông lấy trái ở cái vườn này rồi. Năm nay thì mình cũng cập nhật 2 lần từ lúc giai đoạn phục hồi. Thì tất cả các vườn mình làm thì mình cũng chia sẻ 2-3 năm nay cũng liên tục. Qua mình có làm cái video về con mọt đục cành thì mọi người xem thì cũng có nhiều người hỏi, và thứ hai nó đã thành cái bệnh dịch rồi nhá. Và mình cũng nhắc khéo lại mọi người một cái nữa là khi chúng ta phát hiện thì là thứ nhất là nó đã đục rồi, và làm gì ấy, là phòng còn sẽ tốt hơn là trị. Thế thì cái việc mà mình phòng thì dùng thuốc gì, mình mặc cái phi fipronil đấy, bạn pha thuốc diệt kiến đấy thì 13-14 gói trong 200 lít nước, các bạn phủ lên cây phòng 5-7 ngày sau các bạn phun lại. Còn những cái vết bị rồi ấy, cạo nhẹ ra trước mắt thì chúng ta cứ cầm sẵn một cái chai thuốc xịt muỗi đi. Là chúng nhìn thấy cái là chúng ta phải xịt liền vào với vết đó. Cái sau đó là mọi người làm sao ạ? Lấy cái thuốc đó và bắt đầu là bôi lên cái fipronil đấy. Fipronil nha. Mọi người quét lên cái vết đã đục đó. Và nhớ rằng sau này chúng ta lại phải lấy thuốc nấm chúng ta phun hoặc chúng ta quét lại lên cái vết bệnh đó. Bởi vì nó sẽ liên quan tới cái việc bị xì mủ ra nữa ha. Thì có thể là mango dép, có thể là chúng ta dùng LES hay là đấy, cứ thuốc trị nấm. Map Hero cũng được. Đấy, để xử lý cái nấm Phytophthora trên đấy, cái bộ lá các bạn. Bộ lá này là rất là ok luôn rồi. Xanh dày. Nhiều khi là này là chưa có vào lân nhá. Để đọt nó lú ra. Bây giờ bắt đầu với đang le 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 cái đọt. Nó mở lá ra nữa thì sẽ vào lân. Chúng ta chưa vào lân mà cái lá chân chúng ta nó đã thế này rồi. Vườn đẹp lắm. Năm nay thì mình thấy là cái việc mà thú thân xì mổ và cái con mọt đục cành nó thành cái bệnh dịch rồi. Mọi người phải thường xuyên thăm vườn. Và thứ hai nữa là nó cứ cái cây nào yếu là nó cứ đè nó đục cái cây đó. Có thổi đục cành, có đục thân. Chúng ta phát hiện ví dụ cái cành nào mà thấy nó nặng quá thì mọi người nó cắt bỏ nó luôn. Nên là phải chú ý, hết sức chú ý chứ để nó nặng rồi thì tại vì có cô chú trên
Lâm Đồng, Đắk Lắc này đó. Cũng chia sẻ lại với họ trong vườn mà trồng có hơn 100 cây mà bị có mấy chục cây rồi. Giờ bữa giờ đủ các loại thuốc mà không trị được. Em mọi thử thử cái cách của em xem. Thì em dùng rất là nhiều rồi, nhưng mà thì thấy mỗi cái loại đó thấy ok. Cũng nói luôn là để mà mình gửi cái mẫu bao bì ấy, đây không chia sẻ được. Thì mọi người có thể là kết bạn Zalo thì em gửi qua là mọi người thể tìm và làm thử xem. Thì có bệnh thì là vái tứ phương. Ở đây em cũng không được gì hết, nhưng mà vấn đề là mình giúp được cái gì thì cố gắng mình nói thật lòng. Mình đã làm được thì mình nói được, chứ không có phải là gì hết. Vườn còn vườn cây này của nhà em Hiếu thì đủ lực rồi, và mình vẫn phải phòng cái con mọt. Còn cây nào có thì vẫn phải xử lý như mình nói, chứ không có chủ quan. Có bệnh thì phải chữa. Thì như thế này thì sẽ để đọt nó mở ra thì các bạn phun dày pha như mình nói, sau đó là giữ sao giữ cơi lá, khi lá nó mở ra chúng ta vào lân lá về lụa già thì với phun tạo mầm. Nhớ là khi có bún bổ sung combi, các loại hàng nào chất lượng thì mọi người đã bổ sung thì sung khi lá nó mở hết lụa nha. Chứ đọt non non thấy nhiều cô nhiều chú pha thì phun thì cũng pha tức lưu tung vào, đọt đang non chẹt cũng pha combi vào, nó có ăn được đâu mà pha. Còn cái lá chân của mình nó cũng quá khỏe rồi, không cần thiết. Khi nào mình để bổ sung cho cái đọt non nó thì để nó mở hết ra, nó lụa cứng cáp lên một chút thì có thể là bổ sung thêm chung vi lượng vào. Và lựa chọn cái gói tạo mầm nào như mình dùng thì 10-60-10, nó trong đó nó cũng có cả chung vi lượng nữa. Bộ lá yếu thì chúng ta có thể là khi mà phun dày chúng ta có thể là pha nửa liều cái tạo mầm vào cùng để lá nó to hơn, dày hơn, xanh hơn. Rồi 7 ngày sau chúng ta sẽ phun tạo mầm lần 2. Đơn giản thì cũng vậy thôi. Rồi tiến hành xiết nước. Còn không có phải cầu kỳ đâu các bạn. Còn có một số loại giống như mu sinh kinh hay là thằng D6 tư, ví dụ từng khu vực mà chúng ta không yên tâm thì có thể làm chắc bắp hơn, có thể là bổ sung cái này thêm, bổ sung cái kia thêm, làm nắm còn cành hơn, ức chế lên lại tiếp. Còn tạo mầm bình thường như này, cây như này thì không cần phải có cái giai đoạn ức chế bằng xiết nước thôi, chứ không phải phun một cái chất nào này để mà ức chế hết. Chắc chắn nó sẽ ra, và đừng có cố làm sao để nó ra thật nhiều, và đừng có ép cho cái cây của mình nó suy khi nó ra bông. Nếu mọi người theo dõi cái kênh của mình ấy, thì sẽ thấy như năm ngoái mình làm, anh năm kia mình làm, thứ là cái cây khi mà ra bông thì nó vẫn phải khỏe. Mình sẽ cập nhật cái vườn này, và mấy nữa mà ví dụ nó ra bông thì mọi người nhìn nó vẫn mướt như này, nó lúng mút cua nó mướt như này thì nó mới đủ lực để sao để nó kéo được cái cơi đọt đầu tiên. Còn nó suy quá đúng không, nó suy thì tương đồng với cái việc là bộ rễ của nó hư. Trong cái đoạn xiết nước một cây chúng ta cảm thấy nó mất nước nặng nề, chúng ta phải tưới sơ lại, chứ không có để là xiết khô cong hết ha. Nó tùy theo cái nhiệt độ rồi nắng nôi như nào. Rồi cái bộ lá buổi sáng này đến là nhìn nó bóng, nhìn từ xa nó bóng lưỡng luôn. Nói thì chẳng ai tin, đây cũng chỉ có dùng phân hữu cơ thôi, tất cả là đất xi đấy, tưới định kỳ 3-4 tháng một lần. Rồi phun lá này thì chỉ có thêm chai dưỡng lá, thúc giải quản lý cái đọt non. Đây là cái bộ lá như này, chúng ta làm thì là chứ còn bảo mà đây thì mình không dám mạnh mồm bảo là hữu cơ 100% hữu cơ được, không có nhá, mình cũng làm được. Có thể là làm cái rau màu ở trong nhà kính hay này kia có khả năng, nhưng chắc được cũng vụ rồi. Còn để mà kéo dài ra cũng khó lắm, ta phải kết hợp làm sao là để tạo ra cái sản phẩm an toàn thôi. Bây giờ các bạn bảo là Hướng ơi mày chỉ cho anh làm theo làm hữu cơ đi thì em thua. Em thua luôn từ phút đầu, em không có làm được. Đã bảo vệ cây đọt là khi cái đọt nó lú lú như vậy là chúng ta phải phun một lần rồi.
Tại vì có cái lá ra trước, cái lá ra sau, chứ đừng có chờ cho cái lá nó đọt nó ra hết rồi. Mọi người cũng đi, bắt đầu mới đi, đi phun thuốc dậy, thua rồi. Đây, như này là đã phun thuốc dậy rồi. À, nhỏ hơn cái này nữa, nhiều cái đọt nó nhỏ hơn. Ra lác đác và mấy cái này đã phải giữ rồi. Đó. Tại vì cái lá là cái quan trọng nhất để mà giữ được cái trái. À, không có lá là thua rồi. Mà cái lá yếu, sau này cây nó đi đọt và nó rụng hết hàng loạt lá thì là nó cũng rụng hết trái. Còn trong vườn chúng ta làm thì tất nhiên nó sẽ có tất cả các vấn đề. À, vấn đề là nhiều hay ít thôi. Đây, đang phun thuốc dày. Ông mình nhìn cái lá đã thật. Đây là một trong những cái vườn mà mình lo lắng nhất. À, các bạn nhìn cái hố không? Rất là sâu, sâu dưới hơn mặt đất này đó, tới còn 5-60 phân. À, hố. Đấy. Lo lắm. Đó, chứ không phải của mình, nhưng mà khi mà làm đây thì cô chú rồi, anh em nó cũng như người thân mình rồi, lâu năm rồi. Nó trong cái vườn nó có chết một cây thì người ta buồn 10 thì mình cũng buồn 9 rồi. Hoặc là cố gắng từ cái khâu chăm sóc từng tí một để giữ nó. Rồi nó nhiều cô chú anh chị ghé vào cái vườn này là ai cũng lắc đầu sợ, nó sâu quá. À, số điện thoại của em là 0917133453. À, các bạn cứ kết bạn Zalo và chẳng cần phải nói nhiều, quay cho mình cái video hay là cái cây tình trạng như vậy, tôi đang bị như này, góp ý cho tôi cái vậy thôi, mình trả lời luôn vấn đề. Anh em cũng đi từ sáng đến tối ha, thường thường buổi tối mới đọc tin nhắn thì tối mới bắt đầu với trả lời, còn ban ngày là đi liên tục. À, đây, cái bộ lá này. Cái này mà không trồng sâu thì giờ nó to lắm luôn đấy. Hồi mình vào nó để bằng cái cành này thôi, bây giờ nó đã bự như thế này rồi. À, đến cái vườn nào cũng chung về người làm nông mới hiểu, ta đều có cái tình cảm với cái cây hết. Tại vì như con cái mà, lo lắng, có những lúc mà trời nổi giông gió mưa, đêm hôm cũng mất ăn mất ngủ. Khi nào thực sự là tiền nó vào túi rồi thì mới cảm thấy nó nhẹ nhàng được. Còn chưa có sẽ thu được tiền còn phải lo. Trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm. Cũng vào đầu mùa, chuẩn bị vào đầu mùa làm bông mới rồi. Cũng mong cho tất cả mọi người luôn luôn có sức khỏe, vườn cây được xanh tốt, và chúc một mùa bội thu gặt hái được nhiều cái thành công.